Anh tôi xí mài bây giờ thì bèo nhất thì cũng phải 2 cục chứ, giờ không lẽ mấy cục tôi hỏi mày nghe mà mày nói tôi nghe tôi buồn cười lắm luôn đó. À, tôi chiều ăn bánh mì xí mài như cả nhà. Sáng thì hủ tiếu bao nhiêu tô ta, 50k dạ mà. Đàn bé con không ăn được cũng phải nhắm mắt mà ăn, hiểu không? Ăn cho ho luôn á, đảm bảo. Ăn là ăn mà ăn cho ho luôn là cả nhà biết rồi gì. À, còn tới chiều ăn bánh mì xí mài. Thế mọi cả nhà giờ, cả nhà nói em nghe coi. Chiều nay mình nói chuyện vui đi ha. Lâu lâu nó chả chép nói chuyện vui đi. À, mày chào cả nhà đi. À, Ruby, tao đặt cho mày tên là Ruby. Chào cả nhà đi con. À, Ruby nhà em đó. Em mới có tuyển một chú chó, em đặt tên là Ruby nha cả nhà ha. Ruby, chú chó Ruby ha. Chú chó này rất là đẹp nha cả nhà đó. Mini Ruby mini ha, khôn lắm cả nhà ơi, đánh đá lắm ha, con trai chứ mà đánh đá lắm cả nhà ha. Mới tắm rửa sạch sẽ, xà bông xà bét, xà bông xịt dầu thơm, có dầu thơm riêng mà cả nhà. Ruby nhà em có dầu thơm riêng ha, cho nên là Ruby mày tắm sữa tắm con dê rồi xong là mày xài dầu thơm ha, dầu thơm mà tao chịu hết nổi đó, dầu thơm ba trong một. Đó, lý do mày phải gọi bằng ít men đúng không, mày đàn ông mà phải gọi bằng ít men, mà tại sao mày tắm sữa tắm con dê ha. Rồi đi xuống kia đi chơi đi cho má làm ăn nha con ha, má nói chuyện cho hết giờ rồi. Hôm nay má lên live hơi trễ nha. Chào cả nhà. Xin chào tất cả các cô dì chú bác trên kênh. Con xin kính chào đại gia đình. Con xuống live đây nhé. Rồi chào đi con. Rồi. Mai lên mày. Đi xuống đây con. Đó. Thì em nói cả nhà nghe. Thì tình hình là trời mày hung quá, mặt mày đâu có gì mà mặt mày nhỏ con mà mặt mày có vẻ hung hăng á. Tao làm mất thời gian của tao quá. Chào các cô các chú bác lần nữa đấy con. Đó. Ruby nhà em nha. Cả nhà. Ruby đó nha. Ruby mini mà con trai chứ không phải con gái như cả nhà. Con trai. Đó, lưng đen. Tắm rửa sạch sẽ. Người thơm tho, dầu thơm ba trong một. Xuống đi con. Xuống đi để cho mẹ còn nói chuyện cái. À. Thì tình hình là giờ em nói cả nhà nghe này. Tình hình là giờ là khu vực Bà Xít á, là giờ thằng HT nó làm cái biển hủ tiếu, là cái thằng thờ lại là coi như là gắn cái biển lên, hiểu không? Nó kêu là chưa buôn bán thì phải cần khách chứ, buôn bán là lúc nào cũng vui vẻ. Với bà Xít nó hỏi bà Xít từ ngày bán hủ tiếu giờ có vui không? Giờ chút nữa em nói cái dù mà bên trình bồn cho cả nhà nghe. Thằng gà trống nuôi con đây nó lên chỗ chành bồn nó ăn bún bò đó, rồi bắt đầu nó về nó xào kè bên quán cọt xèo hoa lao á. Thì chút xíu này em nói sau cái vụ án này, em nói sau cái vụ chành bồn á. Rồi bây giờ để em nói cái vụ mà bà Xít bãi nói chuyện với thằng HT đúng không? Thằng HT nó nói sao, trời ơi buôn bán thì phải cần khách à. Buôn bán phải cần khách nha. Rồi thứ nhất với buôn bán phải vui vẻ, lúc nào vui vẻ cho chuyện thoải mái Mạnh Thường Quân đến ủng hộ thì cho tiền liên tục kinh. Thì thôi thì người ta mà Mạnh Thường Quân mà tài trợ nhiều như vậy thì bán làm chi đúng không, trời ơi bán làm gì trong khi đó là bà Chít là chiều 3 giờ là bà lo bà xuống xác rồi. 3 giờ là bà Chít với ông Ho Lao gọi điện qua gọi điện lại. Hôm nay chỉ xuống con gì đúng không? Ông Ho Lao hỏi bà Chít là hôm nay chỉ xuống con gì, hôm nay chỉ vây lưới con gì. Bà Chít là hỏi ông Ho Lao là tối qua mày mơ con gì. Đúng không? 3 giờ là lo là xuống xác rồi. Thì còn em hỏi cả nhà thì thời gian đâu ra mà hủ với trà tiếu với lại bò viên cái gì? Xí mài bán một tô xí mài với một tô hủ tiếu tính ra mà nói cho là một lời một đi,
đúng không? Nhưng mà em nói cả nhà nghe này, một lời mật cũng đâu bằng một con súng sát của bà Xít, đúng không? Bà mà súng sát cái là cái nhà từ đường còn ra đi. Thì bán là cần chi mà phải trá hình, đúng không cả nhà? Cái chiêu trá hình á, ai mà cũng biết, đúng không cả nhà? Chẳng qua làm màu làm mè để cho mở lên, để cho có công ăn chuyện làm, để cho hợp thức quá là tôi không đi hát được, nhưng mà tôi mở quán, tôi buôn bán. Rồi Mạnh Thường Quân á, ngày nào cũng hỗ trợ, ngày nào cũng hỗ trợ cho tôi là vài chục triệu, rồi hỗ trợ cho tôi là bao nhiêu tiền đô để cho tôi đi phát từ thiện, với lại để cho tôi nhờ có đó Mạnh Thường Quân hỗ trợ, nên là ngày nào đồng tiền lời, ngày nào quán hủ tiếu của nhà tôi cũng lời cả 100 triệu ngày á. Cho nên là vài nữa mà thí dụ mà có thua đi chăng nữa mà Hồng Loan mà có kêu là ví dụ như bắt mẹ con nhà nó phải sao ke, thì mẹ con nhà nó có cái cớ là ngày đó tao từ ngày hơn năm nay mẹ con nhà tao bán bún bò, bán bún hủ tiếu, giờ lời cả ngày cả vài chục triệu ấy. Mày nghĩ đi, làm sao mà tao không mua được căn nhà? Mày nghĩ đi, làm sao tao không mua được xe hơi với tao mua miếng đất, đúng không? Giờ tao còn mua tới cái gì, ngại lời cả 100 triệu, lấy đâu ra mà tao không có tiền tao mua tài sản mày, đúng không? Cho nên tại sao mà mở ra để hợp thức quá, để mà dạng như là có chuyện, để mà dạng như sau này để mà dựa vào đó mà có cơ sở, đúng không? Sao xuống đi con, chào cả nhà đi, mẹ nói chuyện với cả khán giả chút xíu ha. Chào cả nhà đi con. Yubi xin chào cả nhà nha, Yubi của con đó đó. Con chó nhà em tên là Yubi nha cả nhà. Thì em nói cho cả nhà nghe, thì có làm như vậy á thì nó mới hợp thức quá được ha. Thì bây giờ làm màu mè, chứ thật ra mà nói nghề chính mẹ con nhà nó ba cái nghề mà dạng như nghề nghề gọi là nghề súng sát, ba giờ là lo là má con chó chiều nay đá với con gà, hay là con chó nhỏ con chó lớn, đúng không? Con chó ba con chó nhỏ chó lớn con chó chung, đúng không? Thì coi như sao phải tìm, mà sao mà có cái biện pháp nào để chiều mà coi như là vây lưới, thì bán bún bán hủ tiếu với bán cái gì xí mài thì lời được bao nhiêu ta cho lời ngay, ta cho bán cao tay cho bọn ve con nó lại nó ăn khoảng buổi sáng 20 tô, chiều 20 tô cho 50 tô nguyên ngày đó, 50 tô ta cho lời một luôn, đúng không? Không đủ con mù xít nó xuống xác con nửa con, đúng không? Mẹ chơi mà chơi ngày xưa nghe nói chơi một miền không á, miền Nam không á, là quốc là coi như là cả mấy chục củ. Hỏi cả nhà mình chơi chơi mấy chục củ miền Nam á. 4:30 mà xuống xác đó. Cho nên cái nhà từ đường nó mới ra đi nhanh như vậy. Thì bán hủ tiếu với bán bò cái gì cái gì đó xí mại thì lời làm sao mà đủ được nửa con chó để mà xuống xác, đúng không? Thôi bớt làm màu đi mẹ con mày, làm màu làm chi, mày làm gì cái biển HT mày quay cũng vậy à, mày quay ngày mai mẹ con nhà nó cũng dẹp à, là mẹ con nhà nó buôn bán gì, chẳng qua dạng như tào lao mới lao ấy, chứ buôn bán gì, mẹ con nhà nó nghề dạng nghề đi đồng sở hữu với nghề đi mà chơi nô si ke, chứ còn mẹ con nhà nó thì làm ăn gì chân chính, xưa giờ mẹ con nhà nó làm gì có cái nghề gì mà chân chính, chẳng qua là sống phá tài sản của người ta ăn xong ăn chơi chắc tán, giờ coi như là hết tài sản để mà coi như để ăn chơi rồi, nó ăn vào trong máu rồi, bây giờ bỏ đâu có được, thì giờ là coi như là thầu đám ma thì có vốn liếng đó ta ồ chơi chơi chừng nào hết vốn thôi, đúng không? Nhưng mà chơi mua nhà mua đất rồi đó, chừng nào thua quá lấy nhà lấy đất ra cầm cầm trong cái đi luôn á, sau này trong cái đi ăn mày, nhưng mà giờ nuốt đâu có dễ gì trôi đâu, nuốt mua nhà mua cửa mua đất mua đai mua xe mua cổ rồi làm những cái đồng tiền đấy để coi như là đi thuê mướn cái đồng bọn mà ve con để nó lên là rằng như nó sủa mỗi ngày. Thì em nói cả nhà nghe, thì nếu như vậy thì cái đồng tiền nó còn tồn tại không, đúng không? Nên mẹ con này mày bớt diễn giùm tao cái ve mày, nghe mày nghe bánh tét Phương Anh nói không,
3.200 cái ghi âm đó, liệu đây con, liệu đây nó chưa tung cái nào đâu, 3.200 cái ghi âm đó ha. À, để đó đi rồi có gì đi màn phim này hay lắm, phim này mà ra tới triều đình á mà tung một lần 3.200 cái ghi âm mà triều đình ôm đầu lão đảo luôn. Tết triều đình đã chịu nổi, hỏi cả nhà giờ có nước mà mời Ngọc Hoàng xuống, mời Ngọc Hoàng ở trên trời xuống luôn á thì mới có thể nghe nổi, nghe mà có nghe hết được 3.200 cái ghi âm này, cha mà nghe hết được cả nhà, không ai mà nghe hết nổi luôn á. À, thì liều đi mẹ con nhà mày, bán giờ thôi bây giờ bán hủ tiếu hay là bán xí mài thì không cần biết, nhưng mà chuẩn bị tinh thần đi, đợi đến khi mà Phương Anh nó về nước nó chơi này, kỳ này này Phương Anh nó về Việt Nam nó chơi này, rồi nó đi du lịch với bà Ni này, cái đó mới hay thế này. À, cái đó cái đó mới vui á, vừa vui mà vừa hay luôn á đó. Thì giờ tình hình là giờ Cuba là rất căng thẳng á, chúng mày là phải chơi đẹp được như bà Ni ha, mặc dù là Phương Anh á nó chửi bà Ni ngày xưa đúng không, rất nhiều chửi thầm tệ, nhưng mà bây giờ ngược lại thì Phương Anh nó trả lại toàn bộ những cái gì mà Phương Anh nó chửi bà Ni á là coi như là còn giá trị hơn đúng không, bây giờ trả lại những cái gì trả lại Ni bây giờ đúng không, Phương Anh trả lại cho Ni bây giờ là nó còn gấp 10 gấp bao nhiêu so với ngày xưa mà Phương Anh trà đạp Ni với Hồng Loan. Thì giờ phim này nó còn hay lắm, hấp dẫn lắm. Thì cái câu chuyện này nó sẽ còn dài, dài lắm, dài mà cho đến khi nào mà phải trả giá, và dài cho đến khi nào mà phải sao kê. Không sao kê thì phải sao kê thôi. Giờ thì chưa nói lên hai từ sao kê được, nhưng mà sau này, sau này mọi chuyện đâu vào đấy thì sẽ có hai từ sao kê, nó sẽ bắt đầu lan tỏa. Ok. Thì bây giờ bán chắc làm gì, làm màu cũng làm chi, làm màu ba cái hủ tiếu với ba cái bánh chèo đó bây giờ đó, giống như cái khu vực bên nhà thằng Bảy Ho Lao đó. Tình hình là bữa nay thằng gà trống nuôi con nó lại là thấy nó ngồi, nó sủa ở chỗ nhà con khọt xèo ở dơ với thằng Ho Lao, thì nghe nó nói là nghe nó sủa là cái gì đi mới đi hóc một tô bún bò ở bên nhà con Trình Bồn về. Mọi chuyện vẫn còn đâu còn đó nha cả nhà, không có vấn đề gì nhé, chưa mới gặp bên khu vực Trình Bồn về xong mà không có vấn đề gì nhá cả nhà. Thấy chưa, cắt nghĩa rõ ràng là cả nhà nên hiểu là chưa có vấn đề gì nhá. Đội tuyển bên khu vực Trình Bồn với đội tuyển bên gọi là gì, hai đội tuyển bên mẹ con nhà Sít là chưa có vấn đề gì xảy ra. Cả nhà đừng nghe bên kia nhá, nó nói vậy đó. Thằng gà trống á, nó kêu là cả nhà đừng nên nghe về cái phía bên Hồng Loan nào, là nó kêu là vô ơn á. Giờ đó, cả nhà đừng có nghe nhá, đâu còn có đó. Đúng rồi, phim này hay lắm, Trành Bồn á, nó còn nhiều cái phim hay nữa. Tao nói thiệt chứ, tao riêng ai mà tha cho con Trành Bồn chứ, riêng tao mà không bao giờ tao tha cho vợ chồng Trành Bồn, tao nói thẳng luôn. Vợ chồng nhà mày á, có mãi giờ có xuống mà gọi là gì, gặp Diêm Vương á, 80 tầng địa ngục á, rồi cái đó hỏi Diêm Vương á, tha thứ cho, thì tao mới tha thứ cho. Còn ngoài ra thì vợ chồng nhà mày với đứa con Hoàn Châu Cách Cách của mày á, đừng nằm mơ mà tao tha thứ cho, hiểu không? Mất dạy, hiểu không? Vô đạo đức, coi như là không có nhân cách, không có nhân cách là một con người, chỉ là một con vật. Con vật mới đối xử với Hồng Loan như vậy, đó. Thì coi như sao? Coi như là nó về nó chấn chỉnh cái đội ngũ ve con là đừng có nghe bên kia. Đúng rồi, đừng có nghe bên kia nha đám ve. Cứ nghe đi thì cứ thế mà làm. Tụi bay diễn này diễn nọ diễn kia, tụi bay diễn thoải mái đi. Bây giờ tụi bay có diễn đi chăng nữa với con Trành Bồn á, khán giả tao cũng đâu quan tâm con Trành Bồn, đúng không? Con Trành Bồn gia đình nhà nó không có giá trị gì trong câu chuyện này, bởi vì gia đình nhà nó là dạng như cái dân cũng là thuộc cái dạng đầu trâu mặt ngựa, cũng là cái thứ một dạng một thứ là ăn cướp tài sản của người khác mà còn la làng, hiểu không? Nên con Trành Bồn á, chồng nó con nó bây giờ có đầu thai 8 kiếp, giờ có làm ô xin coi như là lau chân cho con Hồng Loan á, thì coi như là cũng không hết được cái tội chứ đừng có nói cái chuyện, đúng không?
chẳng bồn mày chứ giờ mày lau chân cho Hồng Loan cũng không bao giờ hết, mày đầu tay gia đình nhà mày, đầu tay cả gia đình, vợ chồng con cái lên là đầu tay lên, lau chân cho con, gọi là gì, lau chân cho Hồng Loan nha. Để mất công mình nói từ con thì nó mất công là tội nghiệp Hồng Loan, là mất công mình coi như xúc phạm, xin lỗi Hồng Loan nha. Chị nói Hồng Loan nhưng mà chị nói lỡ lỡ nhé, chị nói lỡ mồm cho chị xin lỗi Hồng Loan nha, nhớ Hồng Loan. Thì bây giờ chị nói em nghe này, bây giờ là dù sao đi chăng nữa chành bồn đó, nó không phải là cái thứ dạng quay đầu đâu. Cái loài đó là loài coi như là móm đó mà cả nhà nghĩ đi, nó đâu phải móm con người, thì làm sao mà nó là biết là quay đầu là bờ, đúng không? Mà cái loài đó quay đi đâu, bây giờ quay đi đâu mới được, quay đầu nào mà quay đi đâu, ai chứa chấp gia đình nhà nó mà quay, đúng không? Không ai chứa chấp gia đình nhà mày, giờ chỉ có Diêm Vương thôi, Diêm Vương 80 tầng địa ngục mới chứa gia đình nhà mày nổi. Còn gia đình nhà Hồng Loan với lại tất cả các khán giả trên cộng đồng mạng, và đặc biệt là chú Năm, đúng không, là chú không bao giờ tha thứ cho vợ chồng nhà mày, con mày nữa, đúng không? Coi như lên trà đạp Hồng Loan không ra cái gì luôn, đúng không? Thì bây giờ làm sao, bây giờ lên trấn tĩnh lên, giờ lên là coi như vắt chanh bỏ vỏ, đúng không? Cái vụ vắt chanh bỏ vỏ mày với mẹ coi như con xít á. Giờ vắt chanh bỏ vỏ tới đâu rồi? Lên coi như là coi như từ từ khai gia với nhau rồi xong, bắt đầu lại tiếp tục, lại tiếp tục lại lên, mà coi như giờ coi như diễn diễn lại tiếp tục màn 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 một cánh mấy hả, nghe quen quá rồi. Còn cái thằng gà trống nuôi con á, nó nói nghe này, mày sủa giết cho cái móm mày á, là giờ nó như cái móm gọi là gì, y như móm chuột cống á. Yêu cầu mày có tiền YouTube rồi về sửa lại hàm răng giùm tao cái, cần thiết để lấy cái kìm coi như là bẻ hết mấy cái răng trước cửa của mày đi, dọn lên nói chuyện với bàn chân thiên à nha. Còn chưa tính là cái móm mày nó bị thối nữa, yêu cầu mày mua thuốc tẩy tẩy cái mỏ tối của mày đi thì mới nói chuyện được về cho thiên à nghe, nghe chưa thằng gà trống nuôi con. Trời ơi, ăn bún bò xong chưa có vấn đề gì nhá cả nhà. Lên chân tính lên nói chuyện với đàn ve chưa có vấn đề gì. Đúng rồi, làm gì có vấn đề gì, giờ có nước là giờ bỏ dép bỏ của mà coi như còn chạy mà chạy mất dép á đó, chạy bồ nó là cái màn cái cảnh đó là vẫn còn, chạy là chạy mất dép á, thấy chưa? Thì qua bên đó hốc tô bún bò rồi bây giờ là về sủa dạo, đúng không gà trống nuôi con mày mày, bởi tôi nói suốt kiếp này mà để cho thiên hạ người ta coi như là chửi trên đầu trên cổ gia đình dòng họ nhà mày, chứ đừng nói chửi cái bản mặt của mày, nghe chưa? Thôi để em cắt clip để em xuống clip sau ha.